Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi con giáp sinh ra đều có số mệnh riêng và tử vi của 12 con giáp luôn thay đổi từng ngày, từng giờ. Vậy, làm sao để có thể biết tử vi tháng cô hồn này của 12 con giáp ra sao để sớm cải vận, cải mệnh cho một tháng cô hồn không xui xẻo? Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay sau đây. Tháng 7 âm lịch năm 2020 rơi vào ngày 19 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9 dương lịch. Tháng này còn được gọi là tháng mở cửa mã hay tháng cô hồn. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Tý. Tháng cô hồn năm 2020 sẽ là thời điểm báo hiệu mệnh chủ tuổi Tý bắt đầu có những tiến mới trong công việc. Theo đó, bản mệnh sẽ dần khẳng định được vị thế của mình và được trao cho nhiều cơ hội hơn nữa để thể hiện bản thân. Trong tháng 7 này, khả năng đi công tác hoặc đi học tập, bồi dưỡng sẽ thường xuyên xảy ra. Việc cần phải làm bây giờ là cố gắng nắm bắt cơ hội, tránh kể những chuyện riêng tư lấn át, làm ảnh hưởng đến việc chung của tập thể. Sau khoảng thời gian tài lộc u ám của những tháng trước, cuối cùng đến tháng 7 âm lịch năm 2020, tuổi Tý có thể thoải mái chi tiêu theo ý của mình. Thu nhập dần thăng tiến, mặc dù không quá nhiều nhưng cũng không cần phải cân đo đong đếm nhiều như trước nữa. Nếu như có tiền dư giả hơn chút và nhận thấy mình có đủ năng lực, bản mệnh có thể thử sức trong việc đầu tư. Nhưng cần biết lựa chọn thời cơ thích hợp thì mới giúp bạn có cơ hội tăng được nguồn thu nhập một cách đáng kể. Cùng với đó, mệnh chủ hãy nhớ luôn luôn mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy hộ thân có tác dụng hóa sát kỵ tà, giúp bạn có một tháng cô hồn bình an may mắn. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Sửu. Trong tháng 7 âm lịch này, bản mệnh vẫn giữ được bước tiến vững vàng trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, song song với việc đó thì gia chủ lại cảm thấy mệt mỏi quay cuồng do áp lực căng thẳng và khối lượng công việc khổng lồ cứ đổ dồn lên. Bạn vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất, nhưng có lẽ bạn sẽ không thể cầm cự được lâu khi mà sức lực cạn kiệt, bị vắt bởi giọt cuối cùng với vô số công việc cần phải khiến cho hiệu suất công việc không được tăng cao. Tháng cô hồn tới, tuổi Sửu chưa kịp vui mừng đón tài lộc tháng trước, vừa mới dần ổn định thì một lần nữa tụt dốc không phanh. Con giáp này có nguy cơ bị sụt giảm thu nhập do không thể đảm đương được hết công việc của mình. Để công việc được ổn định cũng như tài vận được hanh thông hơn, khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu giúp chiếu cát lành, quý nhân may mắn, kim ngọc mãn được. Về đường tình duyên, con giáp này sẽ phải đối mặt với những vết nứt trong quan hệ tình cảm của mình khi vô tình mải mê những thứ phù phiếm mà bỏ bê, thiếu quan tâm chăm sóc đến người mình yêu. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Dần. Với sự nghiệp của những người tuổi Dần trong tháng cô hồn có sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. Nếu biết cách tận dụng những lợi thế sẵn có của bản thân cùng khả năng phát huy sáng tạo hết mình, bạn có thể đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Bước sang tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, vận trình tài lộc của tuổi Dần chuyển biến vô cùng tích cực. Sau bao tháng ngày tài lộc xui xẻo thì con giáp này cũng tìm được cơ hội kiếm tiền cho mình. Cả những người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có lộc trời cho. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ đón tài lộc khá lớn, tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể nhờ lợi nhuận tăng cao rõ rệt. Để kích hoạt tài vận hanh thông, gia chủ cần nhớ luôn luôn mang theo bên mình một vật phẩm phong thủy có tính chất giúp tăng cát khí, quý nhân tương trợ trong công việc làm ăn, cũng có sự giúp đỡ may mắn về tiền bạc.
Tháng 7 này, đường tình duyên của tuổi Dần khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Bản mệnh hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho mình và người thân yêu của mình. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Mão. Trong tháng cô hồn, sự nghiệp của những gia chủ tuổi Mão vẫn như dậm chân tại chỗ, chưa có nhiều biến chuyển rõ rệt cho lắm. Bởi bản mệnh đang gặp phải một số rắc rối trong chuyện tình cảm nên chưa thực sự tập trung vào việc của mình. Tháng 7 âm lịch này báo hiệu vận trình tài lộc dần dần tiến triển tích cực hơn. Bản mệnh đã khắc phục được những sai lầm của mình và dần lấy lại lòng tin của cấp trên cùng khách hàng, đối tác, tự tạo ra cơ hội để nâng cao giá trị bản thân. Với chuyện tình duyên của bản mệnh vẫn chưa có tín hiệu gì đáng mừng. Dường như bạn đã quen với sự cô đơn nên chẳng buồn tìm kiếm nhân duyên nữa. Với những người đã kết hôn thì có những bất đồng tranh cãi trong việc nuôi dạy. Đồng thời, những áp lực trong cuộc sống khiến cho bạn mất bình tĩnh, thiếu kiểm soát cảm xúc cá nhân, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ gia đình. Gia chủ cần bình tĩnh kiểm soát tâm trạng của mình để lắng nghe, cùng đối phương tìm ra một cách giải quyết hoàn hảo hơn trong cuộc sống. Về sức khỏe, con giáp này khi ra ngoài nên chú ý an toàn, nhất là khi tham gia giao thông, để tránh bị tai nạn bất ngờ, gây ra những tổn thương lớn đối với sức khỏe sau này. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Thìn. Theo các chuyên gia phong thủy, vận xui trong tháng cô hồn này cũng chẳng kể lan đến sự nghiệp của tuổi Thìn. Bởi chính nhờ sự kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình mà thành công cuối cùng cũng mỉm cười với bạn. Con đường sự nghiệp dần khởi sắc, không gặp phải quá khó nhiều khó khăn như trước nữa. Bước đường phía trước hành thông thuận lợi. Đường tài lộc tháng 7 âm ảm đạm, không có dấu hiệu gì cho thấy tiền bạc đang về với con giáp này. Tuổi Thìn thu chẳng đủ bù chi. Bạn đang có những trách chi tiêu thiếu khoa học, dành quá nhiều tiền bạc cho việc vui chơi hưởng thụ. Do đó, bản mệnh cần học cách tiết kiệm, bởi bớt chơi bời mà nên dành dụm một số tiền nho nhỏ cho những lần sử dụng cần thiết hơn. Với chuyện tình duyên của con giáp này trong tháng 7 âm, không có nhiều tin vui về tình cảm cho lắm. Điều này một phần là do tổng thể vận trình của tháng không được ổn định, tiền bạc tổn hao nên dễ dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình liên quan về vấn đề tài chính. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Tỵ. Tháng 7 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Tỵ vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Bản mệnh vẫn đang mò mẫm từng bước, loay hoay tìm hướng đi cho mình mà chưa thực sự hiểu bản chất vấn đề nằm ở đâu. Trong tháng 7 âm lịch năm Canh Tý, mệnh chủ tuổi Tỵ tài lộc chẳng mấy sung túc nhưng cũng không đến mức đói kém. Con giáp này có nhiều mối quan hệ khác nên có phần bỏ bê chuyện kiếm tiền. Tuy nhiên, vấn đề tình duyên của tuổi Tỵ trong tháng cô hồn lại có dấu hiệu khởi sắc. Những người độc thân sẽ tìm thấy được cơ hội tốt để tiếp cận với nhiều người khác phái. Tuy nhiên, với những người đã kết hôn thì tình cảm vợ chồng không được thắm thiết cho lắm. Đôi bên bị thời gian làm cho nhạt phai tình cảm, dễ sinh sự chán nản với nửa kia của mình. Nghiêm trọng hơn là dễ bị lay động bởi tình cảm ngoài luồng. Thời điểm này trong năm, thời tiết khô nóng, bản mệnh dù là già hay trẻ cũng cần phải lưu ý chuyện ăn uống. Tuyệt đối không nên ăn những đồ lạnh quá nhiều, dễ gây hại cho dạ dày. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Ngọ. Xét về đường công danh sự nghiệp thì vào tháng cô hồn năm 2020 thì mọi thứ sẽ không ảnh hưởng quá tệ đến người tuổi Ngọ. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, con giáp này vẫn còn nhiều chuyện suôn sẻ, thuận lợi nữa. Chỉ với năng lực và sự chăm chỉ của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể đảm đương tốt công việc, giành được những cơ hội để thể hiện mình trước mặt sếp và đồng nghiệp. Ngoài ra, trong tháng thì có quý nhân giúp đỡ, nên khó khăn cũng chẳng khiến cho con giáp này lùi bước được. Bản mệnh khéo léo tìm được đường ra trong lúc rối ren, ghi điểm cao trong mắt cấp trên, nhờ thế mà cơ hội để tăng lương thăng chức cũng tốt hơn. Tháng 7 âm này, tài vận của tuổi Ngọ khá là ổn định. Con giáp này không gặp nhiều khó khăn trong chuyện kiếm tiền, thậm chí còn có cơ hội để tăng lương thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trong tháng 7, tình cảm
trong chuyện tình cảm vào tháng 7 âm lịch, con giáp này không được may mắn lắm và càng về cuối tháng thì những mâu thuẫn lại tích tụ càng nhiều. Đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà đôi bên nảy sinh tranh cãi, không ai chịu nhường ai, khiến cho không khí gia đình trở nên nặng nề khó chịu. Cái tôi quá lớn sẽ đẩy hai người ngày càng xa nhau. Nếu bạn còn chưa học được cách cảm thông bao dung thì có thể phải đối mặt với những nguy cơ mới không thể lường trước được xảy đến. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Mùi. Bản mệnh có những bước phát triển tích cực hơn trong sự nghiệp, bởi đôi khi chỉ cần tâm lý lạc quan cũng sẽ góp phần không nhỏ trong thành công của bạn. Cho dù có áp lực công việc khá lớn thì bạn cũng đã học được cách biến đó thành động lực để tiếp tục vươn lên. Tài vận của tuổi Mùi trong tháng 7 không có dấu hiệu khởi sắc và giữ mức độ ổn định so với tháng trước. Tuy nhiên, vì những chuyện rắc rối phức tạp có thể xảy ra vào thời điểm này nên bản mệnh cần phải sử dụng tiền bạc tiết kiệm. Đặc biệt, ai có gia đình càng cần phải có lý trí trong chi tiêu. Bản mệnh luôn giữ trạng thái tinh thần lạc quan, vui vẻ, không nên đem những chuyện không vui ngoài xã hội về nhà để không khí gia đình lúc nào cũng nhẹ nhõm. Khi gặp vấn đề khó xử, bạn cũng thường xuyên tâm sự với nửa kia hơn để đôi bên tìm cách giải quyết phù hợp. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Thân. Sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều điểm đáng kể trong tháng mở cửa mà năm 2020 này. Bạn chỉ có thể dựa vào sự thông minh, nhanh trí và khôn vặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, dù kết quả có lý tưởng hay không thì bạn cũng không nên kéo dài tình trạng này. Về vấn đề tài lộc của tuổi này, do xảy ra một chút vấn đề nên không được như trước. Bạn cần phải tìm cơ hội để khẳng định bản thân, không nên có thái độ lợi dụng kiếm lợi dựa trên những chiêu trò khôn vặt. Người làm ăn kinh doanh cần tránh đưa ra những quyết định đầu tư lớn trong thời điểm này. Người tuổi Thân phải đối diện với nguy cơ đổ vỡ trong chuyện tình cảm tháng này bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vì vậy, bạn cần phải quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Đồng thời, giữ khoảng cách với người khác giới, tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, gây tổn thương không thể nào bù đắp được. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Dậu. Sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu đi lên một cách rõ rệt trong tháng 7 âm lịch, bởi thái độ hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao và hoàn thành một cách chu toàn. Bản mệnh được khách hàng và cấp trên đánh giá cao, có thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Trong lĩnh vực kinh tế, nhờ có tinh thần hăng hái và tích cực mà bản mệnh sẽ gặt hái được những kết quả đáng mừng, thu nhập được tăng lên đáng kể. Bạn cũng có thể tìm được một vài cơ hội xứng đáng để thử sức mang lại nhiều triển vọng cho tương lai. Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu được đánh giá là khá tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Những người có đôi có cặp dù không được ở bên nhau nhưng luôn quan tâm và đặt bản mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tháng cô hồn của tuổi Tuất. Về sự nghiệp trong tháng 7 âm lịch của con giáp này tương đối thuận lợi, những người làm trong ngành dịch vụ sẽ có được nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp. Còn người đầu tư cũng khẳng định được mình chạm tay đến cơ hội thăng chức. Về vấn đề tiền bạc của tuổi này ở vào trạng thái tương đối khả quan, do có nhiều cơ hội làm ăn nên tiền bạc cũng theo đó mà tương đối dư giả. Vào tháng 7 âm lịch, vận trình tình cảm của tuổi này dần có dấu hiệu đi xuống. Bạn có thể nảy sinh tranh chấp cãi vã với nửa kia, nhưng thông qua những tình huống này, đôi bên lại càng thêm hiểu nhau hơn. So với tháng vừa qua, những người làm nhà hàng, dịch vụ có thể kiếm được nhiều tiền lãi, thậm chí có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Những người làm công ăn lương cũng có thể tìm được cơ hội khẳng định bản thân, việc được thưởng nóng cũng khá là hứa hẹn. Tình cảm của người tuổi này vướng phải những rắc rối nghiêm trọng, bản mệnh và nửa kia có thể sẽ phải đối diện với những thử thách lớn lao như sự xuất hiện của kẻ thứ ba hoặc ngăn cản của người thân, bạn bè. Quý vị và các bạn có thể liên hệ đến số hotline trên đây của Phong Thủy Lộc Tài để biết thêm chi tiết về tử vi hoặc phong thủy. Cảm ơn đã luôn ủng hộ và theo dõi video của Phong Thủy Lộc Tài.